214 ạ. Hiện tại em đang còn lô này giá cực rẻ nhá, giá có 550k một cây, em ship từ 10 cây ạ. Các bạn mua về trồng nhà mà muốn cây to nhá, các bạn là mua trồng nhà mà muốn cây to cao thì các bác mua cây này cho em. Vanh của nó là vanh 8, 9, 10 ạ. Đây này em đo cây thấp, cây bé nhất này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, cây này 80 phân này. Chiều cao cây sẽ từ cao cây hơn 2 mét ạ, 20 này, 40 này, 60 này, 70 này. Em nhận tặng cao cây em nhận tặng thoát thân sẽ là thoát thân 70 đến 80. 70 đến 1 mét nhá, thoát thân 70 đến 1 mét ạ. Ví dụ như cây này rất là cao này. Cây rất là cao và thân nó thẳng này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Cây này thoát hơn 1 mét nhá các bác nhá. Cây thoát hơn 1 mét ạ. Hàng này thì em đang bán với giá là 550k một cây, em ship từ 10 cây. Hoặc các bác nào lấy từ 5 cây em thể ưu tiên cho các bác 550k. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, mét mốt này. Cây thoát thân 1 mét mốt nhá. Cây thoát thân 1 mét mốt giá của nó là 550k một cây, ship cho đơn từ 10 cây. Bắt đầu in. Hàng này em bán là 550k một cây, ship từ 10 cây nhá. Bác nào mua từ 1 cây thì giá sẽ là 700k. Bác nào mua 1 cây thì giá là 700k nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. Tán của nó như này nhá. Tán của nó rất là xu mà đẹp. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, cây này cao 70 phân nhá, cây này cao 70 phân ạ. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Cái tiếp theo này, bọn này đều bóng tán ok luôn. Cảm ơn bạn Thạch Hoàng 48 đã follow em ạ. Các bác ơi, các bác 12 bác sang xem like, các bác thả tim thả like cho em với. 12 bác ơi, bình thường em phát là mấy trăm lượt xem nền nút cơ, nhưng mà bởi vì em đang bị TikTok bóp tương tác này mà bây giờ em bị hạn chế. Các bác xem like bằng cách các bác thả tim thả like cho em với. Các bác chỉ lấy ngón tay các bác chạm vào màn hình ý, là sẽ được là cứ thả tim thả like cho em là em sẽ được tăng cái lượt tương tác lên. Thì là sẽ người ta sẽ tức là khi mà mình được nhiều like ý, thì sẽ được đề xuất nhá. Đề xuất tiếp cận đến nhiều khách hơn. Những bác nào mà giờ này vẫn nhìn đến like của em thì các bác thật gọi là quá là siêu phàm luôn đấy ạ. Thì mới nhìn đến like của em. Chắc là các bác đang vào trang của nhà em xem cái gì thì các bác nhìn thấy like của em, chứ còn khi mà em phát like là chắc là không hiện thông báo lên đâu ạ. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 90 phân này. Em cảm ơn bạn Liên Long đã follow em ạ. Hàng này cực kỳ rẻ nhá, cao cây này. Cao cây thoát 80 phân, 70 phân đến 80 phân rồi đến 1 mét và vanh gốc của nó là vanh 9-10. Vanh 8, 9, 10 nhá. Hàng này em bán là 550k một cây, ship từ 10 cây là 550k một cây. Các bác mua lẻ một cây sẽ là 700k. Các bác mua lẻ một cây sẽ là 700k hàng này nhá. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em ạ. Tim nay rồi gửi cho một cây 550k nhé. Ok anh Đồng Văn Bắc. Có cây to không em? Đây cây to nhà em rất là nhiều đấy ạ. Cây to rất là nhiều đấy, em nay không cây bé đấy ạ. Em cảm ơn anh An Lê 1975 đã follow em ạ. Mọi người xem nay, mọi người thả tim thả like cho em nhá. Mọi người xem nay bằng cách ủng hộ em, bằng cách thả tim thả like cho em ạ. Thả tim thả like, chia sẻ live stream cho em Thủy đi mọi người ơi. Đây nhá. Hàng này cao cây nó sẽ rơi vào khoảng 2 mét. Cao cây nó sẽ là 1m8. Hàng này cao cây nó sẽ rơi vào 1m8 đến 2m. Vanh gốc của nó là 8, 9, 10. Cao cây là 1m8, 2m. Vanh gốc của nó 8, 9, 10 nhá mọi người nhá. Cây này em bán giá là 550k một cây. Em ship từ 10 cây. Bác nào mua 1 cây lẻ thì 700k một cây nhá. Mua lẻ là 700k một cây ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây rất là đẹp nhá. Cây này rất là đẹp, giá bình dân đấy. Các bác lên mạng các bác tham khảo giá cái hàng mà vanh 8, 9, 10 ạ. Giá chỉ có 550k một cây cho bác là bốc từ 10 cây. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá.
Các bác nhớ là nhắn vào Zalo giúp em để lát em check ạ. Bởi vì cái like ở trên TikTok hoặc là like ở trên Facebook của em không có công cụ check đâu.